Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review nhà đất vườn chính chủ. Hôm nay Thanh đang có mặt ở đây là ngay trong một mảnh nhà vườn sầu riêng, vú sữa hoàng kim, xoài, mít, chôm chôm, mãng cầu na, đu đủ và rất nhiều cây trồng khác. Ở đây của mình thì sẽ có nhà vườn, giếng khoan, cáp điện wifi là đầy đủ. Mình sẽ được sở hữu tổng cộng là 4.000 mét vuông đất, có nhà vườn, dân cư, cáp điện wifi là đầy đủ. Cũng như mảnh đất Thanh đang quay ở đây cách khu vực của nhà Thanh ở và đồng thời là khu chợ nhỏ chỉ có 1,5 km. Và với 4.000 mét vuông ở đây, chủ nhà bán hết chỉ có 500 triệu nha quý cô chú anh chị của mình. Mọi thông tin quý cô chú anh chị sẽ liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để em được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Liệt kê những cây ăn trái ở trên mảnh vườn thì mình sẽ có như cây vú sữa hoàng kim đây, thì ở trên mảnh vườn mình sẽ sở hữu được gần 30 gốc nha quý cô chú anh chị. Còn như sầu riêng của mình thì gần 10 gốc, còn xoài của mình cũng vậy luôn. Xoài này cả nhà, sầu riêng này, mít này và chôm chôm thì sẽ dao động là gần 10 gốc, còn riêng là vú sữa hoàng kim sẽ được mấy chục gốc luôn quý cô chú anh chị. Và trên cái mảnh vườn đây thì chủ nhà đã có lắp bếp ống tự động để tưới cho cỏ của mình, để chăm sóc gia súc. Với toàn bộ diện tích ở đây thì cả nhà sẽ sở hữu được toàn bộ diện tích như Thanh đã quay. Từ đây quý cô chú anh chị mình chạy thẳng lên sẽ được là 120 m, và cạnh kế bên chạy thẳng sẽ được là 156 m. Còn tí nữa Thanh di chuyển ra cái mặt tiền để cả nhà mình cùng sở hữu. Và toàn bộ xuống đây Thanh sẽ dẫn cả nhà cùng theo dõi xuống cái phần phía đuôi để cả nhà sẽ xem được cái sổ của mình nở hậu tới 20 m nha quý cô chú anh chị của mình. Cái phía 2.000 mét vuông đằng sau của mình là đang trồng dừa luôn quý cô chú anh chị. Này, cả nhà mình nhìn những trái vú sữa hoàng kim cùng với Thanh nè. Đó, đã lắm nha quý cô chú anh chị. Cái này là chủ nhà thu hoạch suốt luôn đó. Nếu mà trái nào chín thì chủ nhà của mình hái rồi. Chỉ có những trái xanh mà lúc nào ra sau và chín sau thì mình lại thu sau cả nhà. Còn với toàn bộ như vú sữa hoàng kim đây của mình đã được rồi nè. Này cả nhà mình nhìn nè. Đó, cả nhà có thấy cái trái vú sữa hoàng kim chưa? Đó là sẽ vàng như vậy nha quý cô chú anh chị. Ở đây cũng đang còn nhiều lắm nè cả nhà mình. Đó, đây Thanh sẽ quay để cả nhà sẽ qua quan sát chi tiết được. Đây là tên gọi của, đây gọi là cây vú sữa hoàng kim nha quý cô chú anh chị mình. Ở bên đây của mình còn có cả cây nhãn luôn nữa nè. Ở đây vú sữa luôn. Đây là toàn bộ cái vườn vú sữa hoàng kim của mình ở đây. Rất chi là đẹp luôn. Và trái thì quá trời trái như thế này luôn. Này, cả nhà mình sẽ thấy được cái trái nhỏ nhỏ. Đó. Đó thì chạy dọc xuống đây Thanh sẽ quay cái ở dưới đây để cả nhà mình cùng xem được. Còn khu vực ở dưới đây của mình sẽ là mấy chục gốc vú sữa hoàng kim nha quý cô chú anh chị. Dạ đây, thì đây là toàn bộ cái 2.000 mét vuông của mình. Chủ nhà hiện tại là đang trồng dừa nha quý cô chú anh chị mình. Đó, đây, đây là 2.000 mét vuông, chủ nhà hiện tại là đang trồng dừa. Và tới bên đây này cả nhà, Thanh sẽ sang đây để chỉ ranh giới cụ thể luôn. Đó, đây, tính từ vị trí đây của mình chạy lên trên đây là 20 m. Và bung hậu lên phía trên với tổng diện tích là 1.951 m². Còn từ đây để mình chạy chạm với nhà hàng xóm cái bên chiều đuôi này của mình sẽ được 20 m. Và riêng cái 2.000 mét vuông mà trồng dừa mà Thanh đang quay ở đây là đất của mình là đất chưa có sổ ha. Và chủ nhà bán sẽ cam kết cho mình là đất này không có tranh chấp và sẽ không có ai vào lấy của mình, sẽ được ký giáp danh ba bên bốn phía, đảm bảo toàn bộ cái 2.000 mét vuông đây của mình. Và với 2.000 mét vuông đây thì cả nhà cũng thấy được là chủ nhà đã trồng toàn bộ là dừa sim lồn đó, nên là với toàn bộ một lô đất là mình sẽ có sổ sẵn này là 8 m mặt tiền đường khu dân cư, và di chuyển xuống sẽ có nhà chòi, giếng khoan và một vườn cây ăn trái như Thanh quay, và tặng thêm cho mình 2.000 mét vuông đường sau đây nữa. Tổng diện tích là gần 4.000 mét vuông mà chủ nhà bán hết chỉ có 500 triệu, bao sổ sách đầy đủ cho quý cô chú anh chị của mình. Đó, đây là toàn bộ cái khung ra khuôn viên mà Thanh quay ở phía đuôi cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Đây, Thanh sẽ di chuyển xuống cái phần 2.000 mét vuông ở dưới cho cả nhà mình cùng theo dõi ha. Đây,
là mặt bằng ở dưới đây của mình là bằng phẳng không nhấp nhô. Vị trí lô đất Thanh đang quay ở đây để cả nhà di chuyển ra ngay khu chợ nhỏ sẽ là 1,5 km. Còn di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động là 150 tới 160 tùy khu vực của cả nhà mình di chuyển. Còn như Bình Dương, Trơn Thành, Bến Cát, Lộc Ninh, tùy theo khu vực thì cả nhà sẽ kết bạn Zalo để Thanh gửi hình ảnh, sổ sách đầy đủ cho cả nhà cùng theo dõi với em luôn. Đây, đây là toàn bộ cái không gian 2000m² mà của mình là chủ nhà đang làm đầy đủ như thế này luôn. Đó, đây nha quý cô chú, anh chị của mình. Đây là toàn bộ cái mảnh nhà vườn trái cây, sổ sẵn sẽ là 1951m². Còn chưa có sổ là ngay cái vị trí Thanh đứng ở đây là 2000m², chủ nhà bao giấy tờ không tranh chấp cho quý cô chú, anh chị của mình. Với một mảnh đất nhà vườn cây ăn trái sẵn nguồn thu, giếng khoan cắt điện thì Thanh thấy phù hợp sẽ quay cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Bây giờ thì cả nhà sẽ di chuyển lên trên khu vực ở trên cái căn nhà và mặt tiền khu dân cư để cùng theo dõi tiếp với em. Còn như 2000m² ở đây cả nhà sẽ quan sát được là từ nối tiếp từ 20m đuôi đó của mình có sổ. Mình sẽ chạy thẳng bên kia là giáp với một đường mương mốc tương đương với một cái con suối nhỏ. Mình sẽ chạy xuống tới giáp với vườn cao su ở dưới và chạy thẳng lên như Thanh đang đứng quay cho cả nhà của mình cùng theo dõi ha. Bên hông đây của mình là cả nhà sẽ cân đối được ở đây là có hẳn một cái đường trụ là ranh giới rõ như thế này luôn. Đó, còn bây giờ thì em sẽ di chuyển từ ngay cái bắt đầu vườn trái cây lên trên cho cả nhà cùng tiếp tục quan sát nhà vườn cùng với Thanh nữa. Thanh sẽ di chuyển từ ở đây để đi thẳng lên trên và quay cái căn nhà đường đi lối lại khu dân cư cho quý cô chú anh chị và cả nhà cùng xem với Thanh là ranh giới xung quanh của mình thì đã có tường rào lưới B40 là lưới kẽm để ngăn giữa nhà mình và nhà hàng xóm rất là rõ luôn. Đó, ở đây của mình là đầy đủ nha quý cô chú anh chị của mình. Thì vị trí mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay ở đây là nằm tại Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước. Thanh được chủ gửi bán sổ của mình như Thanh đã trình bày. Một sổ sẽ được là 1951m², là sổ hồng cầm tay. Còn sổ của mình ở dưới kia là chưa có sổ, nhưng mà sẽ có giấy cam kết giữa ba bên bốn phía để đảm bảo toàn bộ cái diện tích Thanh quay ở đây là đúng, đủ. Và trái cây của mình cả nhà thấy là có sambuche luôn. Đó, vú sữa của mình là cây bự như vậy luôn. Còn từ đây của mình hát lên sẽ là có mảng cầu na chôm chôm. Và đây là nhà vườn ha quý cô chú anh chị. Đó, từ đây cả nhà di chuyển lên thì là một khoảng không gian có mận này, đu đủ này, rồi nhà giếng khoan. Thanh sẽ quay cho cả nhà cùng có thể quan sát hết được luôn. Với đặc biệt là chất đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian. Và như cả nhà thấy Thanh quay buổi chiều như thế này đó, thì cái hướng nhà của mình ở đây sẽ là hướng Tây nha quý cô chú anh chị. Đây, Thanh sẽ lại chỉ cái vị trí giếng khoan để cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi được luôn. Dạ đây, đây là cái vị trí giếng khoan của mình nha quý cô chú anh chị. Giếng khoan trên khu vực mình cả nhà sẽ rất là yên tâm luôn. Tại vì khoan độ sâu từ 70 tới 100 mét lận sẽ đảm bảo là không hết nước nha quý cô chú anh chị. Đủ tưới tắm cho cái mảnh đất nhà vườn trái cây Thanh đang quay ở đây quanh năm suốt tháng là không hết nước luôn. Đó, ở đây của mình có cả cây bơ nữa này. Và đây, đây là Thanh đang di chuyển cái mặt bằng để lên ở phía trên. Với một cái mặt bằng phía trên thì cả nhà quan sát được là giáp với nhà hàng xóm kế bên đã được xây bờ tường kiên cố như thế này luôn. Đó, và chạy dọc trên cái con đường đây của mình thì trồng vú sữa, rồi có cả bưởi da xanh đây luôn này. Đây, Thanh đang quay bưởi da xanh ở đây luôn này quý cô chú anh chị. Và giáp ở đây là nhà của nhà hàng xóm kế bên. Còn đây là cái căn nhà chòi của mình ở trong. Thì hiện tại là căn nhà chòi đó đang để đồ thì tụi em sẽ không có quay chi tiết từ trong ra ngoài cũng như tổng thể hết được. Thì căn nhà chòi đó của mình là cũng sẽ để được bàn ngủ đầy đủ sinh hoạt cho mình. Đó. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên cái mặt tiền để cả nhà cùng xem. Nhưng mà chất lượng của cái mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay ở đây thì cả nhà xem được là cái bồ tường của mình ở đây mà xây cao tới 2m. Và độ tường của mình dày cả 20 phân. Đó, và một không gian nhà vườn cực kỳ là đẹp luôn. Sổ sách pháp lý đầy đủ. Dạ đây, đây là Thanh đã di chuyển ra ngay cái mặt tiền khu dân cư. Đồng thời sẽ nhìn thẳng vào trong căn nhà của mình. Thì với một cái mặt tiền ở đây thì cả nhà sẽ quan sát được này.
Xung quanh của mình là tường rào đầy đủ. Cửa của mình ở đây là cửa sắt. Xe ô tô di chuyển chạy thẳng được vào trong nhà của mình luôn. Cửa sắt của mình ở đây là rộng tới 4 mét. Xe ô tô chạy thoải mái. Còn rát bên đây của mình là sẽ có nhà hàng xóm kế bên. Có bóng đèn đường cũng như là đường điện của nhà nước là chạy dọc ở đây. Và đường đây của mình di chuyển vào nữa thì khoảng 5 hộ gia đình nữa sẽ là hết đường nha quý cô chú, anh chị của mình. Còn từ đây để quý cô chú, anh chị di chuyển ra mặt tiền lộ nhựa sẽ là 100 mét. Di chuyển ra chợ nhỏ sẽ là 1,5 km. Ra được đường DT sẽ là 4-5 km. Thì toàn bộ mảnh đất nhà vườn thanh quay ở đây sẽ nằm tại là Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước. Mặt tiền thể hiện rõ trong sổ là 8 mét. Cạnh bên đây là cạnh xây bờ tường của mình là 156 mét. Cạnh bên đây của mình là 120 mét và bung hậu ra với 20 như lúc nãy thanh quay từ lúc ban đầu. Sổ đầu tiên của mình ở đây là 1951,1 mét vuông. Sổ bìa hồng cầm tay, chủ nhà bao sang tên và tặng thêm cho mình là 2000 mét vuông đường sau chưa có sổ nhưng mà có giấy cam kết không tranh chấp với bất kỳ hộ hàng xóm nào xung quanh. Đó thì với hết toàn bộ mảnh đất nhà vườn thanh quay ở đây, chủ nhà bán với cái giá là 500 triệu, bao sổ sách toàn bộ cho quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì nãy giờ Thanh có quay từ dưới lên trên cũng như tổng thể hết toàn bộ nhà vườn trái cây cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Đến đây em xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của Thanh nha.